ta cùng hướng về sân khấu để đến với đơn vị huyện ủy Văn Lãng với số báo danh 14 qua phần thể hiện màn chào hỏi. Thank you.
ấy là tiểu phẩm mang tên Hành động nhỏ thay đổi lớn do đơn vị huyện ủy Văn Lãng trình diễn. Xin mời quý vị chúng ta cùng theo dõi. Kính thưa toàn thể các đồng chí, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, vệ sinh môi trường cũng là một trong những nhân tố quan trọng. Thời gian qua, không chỉ đô thị mà còn khu vực nông thôn cũng phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm môi trường, nhất là nguồn nước, rác thải. Câu chuyện sau đây nói lên phần nào đời sống sinh hoạt của người dân khu vực nông thôn và những suy nghĩ của người dân trong việc giữ gìn và bảo vệ môi trường. Kịch ngắn, hành động nhỏ, thay đổi lớn, kịch bản và dàn dựng đồng chí Nông Thị Luân với các vai diễn Lý Ngọc Tuân trong vai Công Tiến, Nông Thị Luân trong vai Bà Bồ, Nguyễn Văn Đăng trong vai Đăng, con trai ông Tiến, Bà Bồ, Hà Thị Nhâm trong vai bạn gái Đăng, Đường Văn Thắng trong vai Tốt, em trai ông Tiến, Lê Thị Hồng Thắm trong vai vợ Tốt. Sau đây xin mời các đồng chí cùng theo dõi vở kịch. Cái bà này, từ sáng đến giờ, bà quét cái ngó đi một cái, còn chưa quét bớt. Hôm nay, nhà có khách, gà vịt bảo khung cả ra, vất vả. Ô, cứ đu đu đi đi thế này á, người yêu cái thằng Đăng về, nó nhìn thấy cái chồng này á, chán lắm lơ. Chán cái gì ạ? Muốn về nhà này làm xong thì cứ chấp nhận về. Cả ông nữa, hôm nay giả vờ tiến bộ lắm đó. Ê, bà dọn cái chuồng trâu kia đi một cái, không dọn. Ô, sáng dậy, đi chải tóc soi gương. Hôm nay con trai nó đưa người yêu về để ra mắt làm con dâu ông, chứ có phải làm vợ ông đâu mà mình lại đi ngắm cuốn thế này à? À lớn, cái mồm này à, không nói nó bọc gì đâu là hả? Để đấy, chiều tôi làm gà mình thì xong chưa? Xong rồi cho cái lông, cái ruột và cái túi để tôi mang đi vứt xuống suối, trôi đi đâu thì đi, nghe ngọc nhìn. Tối vứt xuống ao rồi, cho cá ăn cho nó lớn nhanh, rồi cái lông cho vào cái gốc bờ rào cái kìa. Mưa xuống một cái là nó trôi sạch loáng ngay em ạ. Bây giờ ông đi vào trong nhà hộ tôi đi cho nó nhanh lên, rồi tí nữa nó về để ăn luôn, rồi lát nữa dọn ra ngoài sân đi kìa, ăn cho nó mắt đi. Ông đi vào hộ tôi đi. Đi về sợ à? Anh sao đầu ngõ nhiều phân trâu phân lợn đấy, mùi nồng nặc quá. Hôm nào anh bảo đang xây dựng nông thôn mới cơ mà sao đường về nhà vẫn bẩn như thế này? Đã xây dựng mà em, lần sau em về nhé, đảm bảo nó sạch từ ngoài vào trong luôn. Thật đấy, đi vào ven, mẹ anh dễ tính lắm nhá, đi vào ven không bị gì phải sợ. Hôm trước con đã bảo bố mẹ
đấy mẹ xem, từ ngoài vào trong toàn phân trâu với phân lợn, mùi nóng nặng cả lên, đằng trước sân kìa toàn phân gà. Mày hôm nay bố mẹ nhân cũng phải cùng đấy. Alo, thế từ trước tới giờ người ta chỉ chết vì đói thôi chứ, đã ai chết vì người mua lỗ thối mới nhập phân lợn chưa? Mà về thì làm sao ạ? Hả? Thế nhà cửa thế này không cả con gái cho nữa. Ôi, cần cái gì nhỉ? Gái bán xếp hàng đầy kìa. Vậy hai cái mẹ con nhà này nó nhỏ thôi, không thì cái trong nó nghe đến không hay đâu ạ. Con nằm cháu ngồi xuống đây. Con không cái nào sao đấy, cái con chị không làm cái không phải đó, kiểu này là ăn cơm trước kẻ ngô đó. Cháu
mà chị đã đến xã đạt chuẩn nông thôn mới, trùng quán với Hoàng Văn Thu chưa? Vào làng người ta sạch sẽ lắm, mà chính xã mình sang năm ấy là về đích nông thôn mới rồi. Đấy, đi từ đầu làng vào em thấy nhà nào quét sạch sẽ lắm, nhưng riêng về ngõ nhà mình là nó bẩn chiếm. Chú nói thế là chú bênh nó mất. Chú biết không, mới về đây thôi mà nó đã điều khiển tôi rồi. Đào là di rời chuồng trại á, xây nhà vệ sinh á, rồi là quét dọn sạch sẽ á, rồi lại còn cái gì nữa, xây hầm bio á. À đúng, cái này á, cưới về nó có mà đảo luôn cả cái mái ngói nhà ông bà để lại à? Đấy, đất nhà tôi, tôi làm gì thì kê tôi chứ. Thì bà cứ bình tĩnh để nghe chú Kiếm nói xem đã nào. Chị này, không phải em bênh đâu, nhưng cháu nó nói có lý đấy chị ạ. Chị không đang ngoái đấy, cả làng mình đang bắt đỏ là do đâu? Do cái nguồn nước của làng mình ô nhiễm. Rồi đấy, gà vịt nhà mình chết một loạt, cả làng cũng chết, do đâu? Là do chị, chính chị đã vứt con gà rù của nhà mình chết xuống suối. Rồi lại bữa ăn hàng ngày bưng lên, do đâu? Thôi rồi, nhà cũng bay đi. Để tôi nói, ông nói đó. Chị ơi, tuổi trẻ bây giờ chúng nó sống văn minh lắm chị ạ. Chị nhìn xem này, đây là hình ảnh xã Tân Thành đạt chuẩn nông thôn mới đây này. Đường làng ngõ xóm sạch sẽ lắm, lại còn trồng hoa ngay bên đường nữa anh chị ạ. Chủ tim nói phải, việc làm ngoái tôi không dám nói ra, nhưng xấu hổ lắm đâu. Cả làng không có con gà nào để ăn Tết đấy, chú Kiếm xem này. Ờ thì Tết năm ngoái, cái đàn gà thiến của tôi để bán Tết trên hết, tôi cũng là người xót lắm chứ. Có ai biết được cái con gà bé tí thế kia vứt xuống suối nó lại lây bệnh được à? Ờ thế bây giờ bạn đã hiểu ra chưa nào? Bây giờ thì tôi biết là tôi sai rồi. Cái người yêu thằng Đăng nó về nó nói thế, tôi cũng hiểu ra rồi. Này này, thế bà hiểu rồi chứ gì? Này nhá, mai mình nhờ bà con sang hôm dí rời hết chuồng trại ra khỏi đây. Thiên chợ Na Sầm, bà mua hết cây hoa về trồng trong ngõ nhà mình. Nếu rẻ, bà mua hết về trồng từ đâu làm vào. Để tới này đón con dâu về cho nó đẹp. Vậy làm công gia với người thành phố, mình cũng phải sống lịch sự văn minh mới được mà bà. Vợ chồng mình có ý nghĩa đến bác trưởng thôn, hô hào bà con cùng làm vệ sinh, trồng hoa, trồng cây để lấy cái không khí sạch cho cái bản đó. Biết đâu chúng tôi với bà lại làm đến chuyện mới của bản nữa. Tôi biến bà vô bà lại nhân. Làm đi làm mẹ, cái đấy có khó gì đâu bà con nhỉ. Cứ là may cái áo mới cho bà thôi chứ gì. Ông này, tới đây mà trồng hoa, bản mình nở hoa cứ gọi là rực rỡ. Cho cái bọn thanh niên đi, nó cầm điện thoại, nó tự sướng tại ngay đi, ông nhỉ. Cái đấy tôi làm được không? Bà con có làm được cùng tôi không à? Ông làm được không? Được, được. Đấy, thế mới xứng đáng là bác tiên bác bộ của nhà mình chứ. Con ông bố, con ông mẹ, con mời cả nhà cùng không? Nghe thấy chưa, bố mẹ còn đang bảo trồng hoa này đón con dâu mới đấy. Con cảm ơn bố mẹ. À thôi, chú tìm xem à. Vừa đấy con gọi hai bác, bây giờ đã chuyển thành bố mẹ rồi đó. Phải, phải đấy. Bây giờ, nhưng mà đi đâu, có cái đứa con dâu này cũng tự hào lắm đó. Chú tốt, cái mồm nó ngọt như cái quả hồng bạch huyết đấy cả. Phải, phải đấy, cháu Đăng nhà mình là chồng đúng người rồi đấy. Nào, cả nhà ta nâng ly lên, chúc sức khỏe cả nhà, chúc bà ta ấm nội phúc. Và chúc mừng cho hai bác Kiếm và Bộ đã chung tay cùng giữ gìn môi trường của bản ta. Cái này gọi là hành động nhỏ, hành động lớn.